và ngay giao lộ này Thành Thái vào 3 tháng 2 sẽ có cái chợ cá năm xưa. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên đây để mình nhìn lại chợ cá nha. Cái đường Thành Thái, Tô Hiến Thành, khu Quân Vụ. Quân Vụ ngày xưa thì em tìm hiểu và chia sẻ của cô chú anh chị thì khu chuyên bán đồ cho lính, chuyên bán đồ lính, cassette, tivi. Và ngay đây là giao lộ của Bê Trúc Ký và Trần Quốc Toản năm xưa. Và nơi đây có một cái viện hóa đạo năm xưa, bây giờ là chùa Việt Nam Quốc Tự. Dạo này em tiếp nhận rất là nhiều comment của cô chú anh chị, nhưng mà do công việc rồi thành ra trả lời cô chú anh chị hơi chậm trễ, nhưng mà không sao, em sẽ lần lượt trả lời hết tất cả những comment của cô chú anh chị. Rất là nhiều khu bán đồng phục cho học sinh đó. Và đây có một cái con hẻm bán rất là nhiều món ăn quán nhậu. Đó là hẻm số ngay khúc này có bánh ướt Hải Nam, bánh cuốn Hải Nam, rồi gà ác Đại Dương, chữ thập đỏ. Bên tay trái vẫn như ngày nào, hội chữ thập đỏ vẫn còn đó. Nhưng mà người xưa thì vắng bóng. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là một con hẻm gần với cái khu cư xá Nguyễn Trung Trực, cư xá Đồng Tiến. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Thành Thái năm xưa. Và nơi đó có nhà thờ Đồng Tiến. Trong một cái con hẻm rất là nhiều nhánh ngoằn ngoèo. Và hôm nay em có việc đi cái hướng này. Và theo thói quen thì cũng chia sẻ đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về Sài Gòn giờ tan sở. Bây giờ Sài Gòn là 5 giờ 15 phút chiều. Và đây đi thẳng con hẻm này, chúng ta sẽ đi vô những cái con hẻm rất là quanh co. Và bên phía bên đây, phía sau tòa nhà này này là cái cư xá Nguyễn Trung, cư xá Đồng Tiến mà hôm bữa chúng ta có đi vô rồi đó. Và bên tay phải là cái cơ quan chi cục thuế quận 10. Và hành trình hôm nay em sẽ dẫn bà con mình cùng đi một vòng Sài Gòn buổi chiều để mình xem cái hình ảnh kẹt xe, rồi chen lấn, ai cũng muốn tranh thủ về. Và bây giờ chúng ta cùng đi nha. Đó, trong hẻm thì yên tĩnh vắng vẻ, và đi ra tới đây thấy mệt rồi đó. Nếu quẹo trái mình sẽ về đường Tô Hiến Thành. Và nơi đó có cái ngày xưa là cái quân vụ đó, bán đồ quân vụ theo lời chia sẻ của chú anh chị. Và nếu mình quẹo phải sẽ ra đường Trần Quốc Toản năm xưa và 3 tháng 2 ngày nay. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải nha, quẹo phải để xem Sài Gòn ở khu vực này giờ tan sở như thế nào. Đương nhiên là giờ tan sở là phải kẹt xe rồi, nhưng mà còn kẹt xe như thế nào thì chúng ta cùng nhau xem thử nha. Đó, người thì leo lề, người thì chạy lấn qua lấn lại, chen lẫn những chiếc xe hơi. Đó, chạy ngược chiều, búa lùa xua hết luôn. Do cái thiết kế của cái đường xá nên thành ra
cộng thêm cái sự gấp rút của người đi đường, nên thành ra sẽ phát sinh thêm những cái gọi là vượt đèn đỏ, rồi leo lề, chạy lấn tuyến. Và nơi đây chúng ta có cái chợ cá rất là lớn năm xưa, và bây giờ là siêu thị Sacha Food. Thẳng bên kia đó là đường Nguyễn Tri Phương và giao lộ, đây là 3 tháng 2. Và ngày nay chúng ta thấy có một cái cầu vượt. Nếu mình quẹo phải thì mình sẽ đi về cây gõ, Bùng Minh cây gõ, Phú Lâm. Rồi trái mình sẽ đi về quận 3. Và ngay giao lộ này, Thành Thái và 3 tháng 2 sẽ có cái chợ cá năm xưa. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên đây để mình nhìn lại chợ cá nha. Em thì chạy xe ngoài đường rất là chậm, hầu như thành ra cái thói quen. Mà khi mà chạy chậm vậy thì mình sẽ nhìn thấy được nhiều cái quang cảnh hơn, nhiều cái pha vượt đèn đỏ lung tung á. Chúng ta sẽ nhìn lại cái chợ cá. Thẳng hướng này là đường Lý Thái Tổ. Chúng ta nhìn qua cái chợ cá nè. Bây giờ là cái Sada Mart, siêu thị Sài Gòn, đỏ đỏ cam cam đó ha, vàng vàng với những cái những cái gian hàng bánh trung thu. Và hôm nay cũng là ngày 14 rồi, đến ngày rằm trung thu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng nha, đi thẳng cái đường này để đến cái đường Cao Thắng. Mình sẽ đi thẳng đường Trần Quốc Toản. Bây giờ tan sở để mình xem con đường Trần Quốc Toản năm xưa, cũng là 3 tháng 2 ngày nay, xem nó khác gì ha. Có lẽ điều khác đầu tiên đó là cây cầu vượt này, cây cầu vượt bằng thép này, giảm cái lưu lượng ở ngay giao lộ Nguyễn Tri Phương rồi Thành Thái rồi Lý Thái Tổ rất là nhiều. Và bên tay trái chúng ta có một cái những con hẻm đi phía sau khu chợ rất là ngoằn ngoèo luôn. Những con hẻm đó đều thông ra tới cái đường Thành Thái, Tô Hiến Thành, khu quân vụ. Quân vụ ngày xưa thì em tìm hiểu và chia sẻ của cô chú anh chị thì khu chuyên bán đồ cho lính, chuyên bán đồ lính, cassette, tivi, đồ đĩa rồi đó, đồ cơm điện rồi đó, khu quân vụ. Nếu mà cô chú anh chị có những cái ký ức về những cái địa danh năm xưa thì có thể chia sẻ thêm ha. Em chỉ biết như vậy, còn chi tiết nữa thì do là thế hệ sau nên cô chú anh chị thông cảm. Và nơi đây bên tay phải chúng ta đó là cái bệnh viện Nhi Đồng, Nhi Đồng 2 ở trục đường Lý Thái Tổ và Sư Vạn Thạnh. Và chúng ta đến đây là giao lộ của Sư Vạn Thạnh và 3 tháng 2. Nếu mình quẹo trái sẽ đi về Tô Hiến Thành, khu cư xá Bắc Hải. Rồi quẹo phải mình sẽ đi về chợ An Đông, rồi khu Nguyễn Hoàng, chùa Ấn Quang. Bây giờ chúng ta chờ đèn đỏ chút xíu nha. Rồi lên đường Sài Gòn. Sài Gòn giờ tan sở thì những cảnh kẹt xe thì thấy bên đường rất là đông luôn. Nếu mình thẳng hướng này là mình sẽ đi về đường Yên Đỗ, ngã 6 Sài Gòn nè. Ngày nay là một bên dân chủ đó, ngã 6 dân chủ.
nơi đó có đường Yên Đỗ, Hiền Vương, rồi Lê Văn Duyệt, ga Hòa Hưng. Và khu vực này chúng ta thấy có một cái nhà thờ bên tay phải, đó là nhà thờ, để em xem tên gì quên, thì quên tên, nhà thờ Vinh Sơn. Khu vực này thì có hai nhà thờ, một nhà thờ Bắc Hà và nhà thờ Vinh Sơn. Và ngay đây là giao lộ của Bê Trúc Ký và Trần Quốc Toản năm xưa. Và nơi đây có một cái viện hóa đạo năm xưa, bây giờ là chùa Việt Nam Quốc Tự. Chúng ta thấy cái viện hóa đạo năm xưa nè, ngay gốc Bê Trúc Ký và Trần Quốc Toản, Lê Hồng Phong và đường 3 tháng 2. Và kế bên viện hóa đạo chúng ta sẽ đi tới một tí nữa, có cái gọi là cái gì, nhà viện trợ bốn bên đó, theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thôi này mới biết những cái địa điểm này. Và theo hướng này chúng ta sẽ vòng một vòng cái hồ Kỳ Hòa năm xưa, và con đường theo con đường Lê Hồng Phong nối dài này. Rồi chúng ta chờ đèn đỏ chút xíu nha, đèn đỏ xíu rồi mình sẽ đi một đoạn nữa, đến đường Cao Thắng chúng ta sẽ quẹo. Tình động không biết vậy, từ trước tôi cậu bỏ lên bút rồi biết gì chẳng vô chung. Do là giờ cao điểm nên đèn đỏ nó sẽ hơi lâu, rất là lâu, nên bà con thông cảm nha. Bây giờ giờ này đi đâu cũng đông đúc, nhất là khu Gò Vấp, khu Gò Vấp đông hơn nữa, khu ngã năm Chuồng Chó đó, khu ngã ba Chú Día, là khu đó là khỏi luôn, khỏi đi luôn. Mặc dù có những cái cầu vượt mới xây rồi nhưng mà vẫn có tình trạng kẹt xe do Sài Gòn dân số đông quá. Bây giờ dân số Sài Gòn cỡ 10 triệu dân rồi, so với ngày xưa thì rất là lớn. Bên tay phải chúng ta có đường Trần Minh Quyền, đường Trần Minh Quyền để đi ra đường Điện Biên Phủ mang lên rẽ ngày xưa đó ha. Nó là những con đường nhỏ nhỏ thôi. Thấy cái cơ quan viện trợ bốn bên ngày xưa nè, ở cái khu vực hồ Kỳ Hòa này. Ở đây có cái rạp hát Hòa Bình, ủa rạp hát đúng rồi, rạp hát Hòa Bình, và cái trường đại học. Ngày xưa thì khu Kỳ Hòa này có chợ đêm, nhưng mà ngày nay thì không còn chợ đêm nữa ha. Chỉ là những cái quán nhậu vòng vòng cái khu vực Cao Thắng nối dài, Lê Hồng Phong nối dài, thì những cái quán nhậu đó rất là đông đúc. Nói chung khu này là khu Kỳ Hòa, thì thông qua những cái video chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn, thì nếu mà có thông tin sai sót thì bà con mình cho em xin cái comment nha, để em học hỏi thêm, và thông qua đó các bạn trẻ cũng xem qua rồi cũng sẽ hiểu được phần nào về Sài Gòn. Dạo này em tiếp nhận rất là nhiều comment của cô chú anh chị, nhưng mà do công việc rồi thành ra trả lời cô chú anh chị hơi chậm trễ, nhưng mà không sao, em sẽ lần lượt trả lời hết tất cả những comment của cô chú anh chị thông qua những cái mạng xã hội Facebook, Zalo, rồi fanpage. Bây giờ đây là giao lộ Cao Thắng và 3 tháng 2, chúng ta sẽ quẹo phải con đường Cao Thắng nha, để đi đến đường Phan Đình Phùng năm xưa, cũng là Nguyễn Đình Chiểu ngày nay luôn nè. Với con đường Cao Thắng ngày hôm nay ở cái đoạn này, chúng ta thấy bán rất là nhiều quần áo bên trái bên phải, rất là nhiều khu bán đồng phục cho học sinh đó.
Và đây có một cái con hẻm bán rất là nhiều món ăn quán nhậu, đó là hẻm số 117. Ở hai bên đường bán quần áo luôn nè, là rất là nhiều luôn. Và ngay đầu đường này có quán cà phê. Hôm nay nhân tiện đây chúng ta sẽ đi trọn vẹn con đường Cao Thắng này luôn, để cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem rõ hơn về con đường này. Nếu mà sau cái video này có những cái comment về những con hẻm hay là những cái hàng quán chi tiết nào đó trên đường này thì chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video đi bộ sau ha. Thường thì buổi tối đi làm về cơm nước đồ xong thì em lại có cái chương trình gọi là đi dạo vòng quanh Sài Gòn, đi bộ tản bộ thôi. Ở đây cái chỗ này có quán cháo Long An rất là ngon, đông lắm. Cái chương trình đi bộ xong qua đó thì cũng cầm cái camera lên và theo thói quen thì em cùng chia sẻ đến bà con mình những hình ảnh Sài Gòn về đêm, mà có lẽ chắc ít người đi bộ cầm camera ban đêm lắm mà, nên thành ra cũng em cũng thích chia sẻ những hình ảnh Sài Gòn về đêm với một sắc màu khác, để các anh chị các bạn thấy được cái sự an ninh rồi những cái ánh đèn của Sài Gòn ban đêm nó như thế nào sau một cái ngày gọi là náo nhiệt ở Sài Gòn, thì ban đêm nó như thế nào. Thông qua những video ban đêm thì em cũng nhận lại rất là nhiều comment của cô chú anh chị. Mà đương nhiên là hình ảnh về ban đêm nó sẽ không rõ cho lắm, nên thành ra cô chú anh chị thông cảm ha. Với con đường Cao Thắng này thì có rất là nhiều cái điểm xưa như là Tam Tông Miếu, rồi hẻm Cốc Tai. Hẻm Cốc Tai nằm ở số 53, 53 đường Cao Thắng. Trước mặt chúng ta ở bên tay phải có bánh mì Hòa Mã, rất là đông luôn. Hẻm Cốc Tai đi đến chợ Bàn Cờ. Đây là giao lộ Phan Đình Phùng và Cao Thắng, cũng là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu và Cao Thắng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi vô cái khu này, không biết hôm nay có kẹt xe hay không. Đi một đoạn nữa cho nó trọn vẹn cái con đường Cao Thắng để cô chú anh chị cùng nhìn lại và hồi tưởng lại những ký ức về Sài Gòn thông qua hàng loạt video đường phố rồi nhà cửa. Nơi đây có một cái rạp hát bên tay phải mình nè, và ngay ngã ba Võ Văn Tần và Cao Thắng. Đây là giao lộ Võ Văn Tần và Cao Thắng, cũng là Trần Quý Cáp năm xưa luôn. Ngay khúc này có bánh ướt Hải Nam, bánh cuốn Hải Nam, rồi gà ác Đại Dương rất là nổi tiếng. Và nơi đây có những cái chung cư thời xưa, mà không biết ngày xưa ở đây phải là cái chung cư hay không, rất là cũ kỹ rồi. Bên trái chúng ta có những con hẻm song song với đường Trần Quý Cáp. Rồi, số hình ảnh về Sài Gòn giờ cao điểm và những hình ảnh thông qua con đường Võ Trần Quốc Toản và Cao Thắng, để bà con mình cùng nhau xem lại và hồi tưởng về những ký ức về Sài Gòn xưa, và cập nhật một số hình ảnh
về Sài Gòn ngày nay. À, nhân đây cũng xin chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn mạnh khỏe, rồi yêu đời, để mỗi ngày chúng ta mở TV lên và xem Vinh Lâm TV coi hôm nay nó cho chúng ta đi đâu và xem những gì. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Và chúng ta quẹo ở đây là đường Hồng Thập Tự, và có cái hội chữ thập đỏ bên tay trái, vẫn như ngày nào hội chữ thập đỏ vẫn còn đó. Nhưng mà người xưa thì vắng bóng.